Netizen phẫn nộ khi rắc lên sóng Running Man Việt, quyết tẩy chay tới cùng, trách nhà sản xuất xem thường khán giả. Tối ngày 19 tháng 9, tập đầu tiên của Running Man Việt mùa 2 đã chính thức lên sóng. Hậu lùm xùm về đời tư, sự xuất hiện của Zack được dân tình đặc biệt quan tâm. Trước khi show lên sóng, nhiều người đã đòi tẩy chay chương trình nếu tiếp tục để Zack góp mặt trong dàn cast chính thức. Chính vì thế, khi thấy Zack vẫn có mặt trong tập 1, netizen đã vô cùng bức xúc. Một số tài khoản đã liên tiếp thả phẫn nộ trong những bài viết liên quan đến tập đầu tiên của chương trình, để lại bình luận trách nhà sản xuất xem thường khán giả. Thậm chí, nhiều người còn quyết tâm tẩy chay triệt để không xem show cho đến khi nhà sản xuất tiếp nhận ý kiến khán giả. Diễn giả chân, thử thách nhạt nhẽo, Running Man Việt mùa 2 mở màn như một trò đùa. Nỗi thất vọng tràn trề đã xuất hiện trên gương mặt nhiều khán giả sau khi xem xong tập 1 Running Man Việt Nam mùa 2. Sau bao ngày ngóng trông, Running Man Việt Nam chơi là chạy đã chính thức lên sóng tập 1 thông qua các phương tiện truyền thông. Tập ra mắt này như một món khai vị nhẹ nhàng nhằm giới thiệu 3 thành viên mới là Trường Giang, Jack và Thúy Ngân. Có vẻ như sau 2 năm chờ đợi với nhiều lùm xùm thay đổi thành viên cũng như nhà sản xuất, sự kỳ vọng mà khán giả dành cho chương trình đã tăng lên quá cao. Đặc biệt, mùa 2 được quảng cáo có mức độ đầu tư khủng về bối cảnh cũng như các trò chơi. Điều này đã khiến người hâm mộ vô cùng mong ngóng sự trở lại của show truyền hình hot hàng đầu, đồng thời là chương trình hiếm hoi lên sóng giữa thời kỳ khó khăn. Tuy nhiên, tập mở màn đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc cực kỳ khó tả mà tự chung là sự thất vọng. 3 trò chơi giới thiệu thành viên mới, nhạt nhẽo và thừa thãi. Chỉ để nhằm mục đích giới thiệu lại 3 thành viên khiến sự bất ngờ hoàn toàn mất đi và thay vào đó là sự hụt hẫng. Ai cũng biết thành viên mới là ai, vậy chơi làm gì? Chốt hạ vấn đề, không gay cấn, không hồi hộp, không hài hước cũng chẳng mặn mà. Running Man Việt Nam mùa 2 chỉ mới ra mắt tập đầu tiên và rất có thể đây chỉ là màn giới thiệu thành viên vô cùng nhẹ nhàng. Biết đâu đấy, chương trình sẽ dần lấy lại phong độ ở các tập sau. Nhưng trước mắt, không thể nuốt trôi cục thất vọng này, netizen dành riêng cho tập 1 một câu như sau, như một trò đùa. Còn ý của bạn thì sao? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video.